Thì Trường xin được kính chào toàn thể quý vị đang trở lại với chương trình Celeb Home Shopping của đài Asian World Media. Và số điện thoại của chương trình là 1866 904 7546. Quý vị ở Thiên Trường thật sự rất là hạnh phúc khi mà đứng giữa một cái không gian đậm chất Tết như thế này thưa quý vị. Chúng ta có cành mai vàng, cành đào tươi, chúng ta có những cái đồng tiền vàng thưa quý vị, những cái trái dưa hấu, những cái hình ảnh của một mùa Tết đang về rồi thưa quý vị ơi. Tết Quý Mão năm 2023. Và hôm nay Thiên Triều cũng chọn một cái áo dài rất là đẹp, rực rỡ màu vàng thưa quý vị. Tại vì Thiên Triều có một cái nhiệm vụ là giới thiệu đến cho quý vị một cái sản phẩm, có một cái bao bì cũng vàng rực rỡ không kém cái áo dài của Thiên Triều đang mặc. Đó chính là Royal Okinawa Fucoidan thưa quý vị. Một cái hộp sản phẩm như thế này sẽ có là 180 viên và 500mg cho mỗi viên thuốc Royal Okinawa Fucoidan. Thế thì bên trong cái viên Royal Okinawa Fucoidan này nó có những cái loại tảo gì thưa quý vị? Cái loại tảo đó là tảo Nomekabu và Mosuku đến từ quần đảo Okinawa của Nhật Bản, và ngoài ra kết hợp cùng với nấm mỡ và chiết xuất của Corrella và Acaricus, nó sẽ giúp cho cái việc thẩm thấu và cũng như là cái hoạt tính của Fucoidan trong cơ thể của chúng ta được mạnh hơn, được tốt hơn. Và chúng ta biết rằng Fucoidan hỗ trợ rất tốt cho những bệnh nhân bị căn bệnh ung thư thưa quý vị, bằng cái cách như thế nào? Đó là Fucoidan khi mà vào trong cơ thể sẽ đi đến cô lập lại những cái tế bào ung thư, và đặc biệt cả những cái tế bào có hại và không có tốt cho cơ thể của chúng ta, mà không hề đụng đến những cái tế bào có lợi. Trong khi đó nó còn giúp cho những cái tế bào có lợi phát triển một cách an toàn và tốt hơn. Còn những cái tế bào có hại và những tế bào ung thư sẽ từ từ bị giết chết đi, bị bao bọc lại thưa quý vị. Không có oxygen, không có đồ ăn, thức uống, nó sẽ chết dần chết mòn và từ từ mình đào thải ra khỏi cơ thể. Và thêm một điều nữa là sẽ giúp giảm đi những cái tác dụng phụ của cái quá trình hóa trị và xạ trị trong cơ thể, để giúp cho những bệnh nhân ung thư khi mà chúng ta đã vượt qua được những cái căn bệnh đó rồi thì chúng ta sẽ cảm thấy cơ thể của chúng ta hồi phục nhanh hơn và khỏe hơn thưa quý vị. Đó là cái điều tuyệt vời đến từ cái sản phẩm Royal Okinawa, đến từ quần đảo Okinawa của Nhật Bản của chúng tôi thưa quý vị. Và một cái sản phẩm này là 275 Mỹ Kim, và dành cho cái mùa lễ Quý Mão năm 2023. Khi mà quý vị mua 2 Fucoidan, quý vị sẽ được tặng một cái hộp sâm lớn thưa quý vị, có 30 cái gói dạng nước ở bên trong đến từ công ty Doctor Sam. Và chúng ta sẽ có hai cái sự lựa chọn là Doctor Sam Youthology nếu như quý vị thích hắc sâm và collagen, và quý vị có thể chọn đó là Doctor Sam Mencore giữa hắc sâm và chiết xuất của củ maca đen dành cho quý ông. Khi quý vị mua 3 Fucoidan thì quý vị sẽ được tặng 1 Fucoidan, mua 6 được tặng 2, mua 8 được tặng 3, mua càng nhiều được tặng càng nhiều thưa quý vị, và được giảm thêm 20% xuống nữa. Đó là chưa hết, mà khi quý vị trong cái mùa lễ Quý Mão năm nay thưa quý vị, khi quý vị mua đó 500 Mỹ Kim là quý vị sẽ được một cái voucher 50 Mỹ Kim, và 1000 Mỹ Kim thêm được 50 Mỹ Kim nữa, có nghĩa là cứ mỗi 500 Mỹ Kim quý vị sẽ được một cái voucher để quý vị sử dụng mua sắm tất cả những cái sản phẩm của chương trình Celeb Home Shopping quý vị nhé. Và xin được kính chúc quý vị cũng như toàn thể gia đình một cái mùa lễ Quý Mão, mùa Tết Quý Mão 2023 tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy bình yên và thật là nhiều sức khỏe. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.